tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đặng Thu Thảo ghen tị với ông xã doanh nhân khi được con gái làm điều này. Hoa hậu Đặng Thu Thảo được nhiều khán giả ngưỡng mộ về nhan sắc. Cô sở hữu diện mạo xinh đẹp, tự nhiên, thanh thoát, đến mức mọi người mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ. Cô lên xe hoa với ông xã là doanh nhân trẻ, thành đạt tên trung tính. Sau khi lập gia đình, cô dường như ở ẩn và dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc con nhỏ. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, ông xã người đẹp vừa đăng tải đoạn clip ngắn vài giây ghi lại hình ảnh hai cha con khi ở nhà. Trung tính hào hứng khoe, con gái còn lứa đã nhờ vả được rồi. Theo đó, cô bé chỉ mới 2 tuổi đã biết chăm sóc cho bà bằng cách đứng massage, xoa đầu Trung tính và anh chỉ nằm hưởng thụ, hạnh phúc dưới từng động tác tay của con. Hoa hậu là người đứng quay lại khung cảnh này và cô còn than thở với người thân rằng em kêu massage cho mami với, chỉ đi chỗ khác, hết chịu nổi. Con gái nhiệt tình massage và Trung tính cực thích khi có nhóc tỳ biết thể hiện tình cảm từ nhỏ như thế này. Từng động tác vụng về của nhóc tỳ đủ khiến phụ huynh vui mừng. Đây cũng là một trong những lý do khiến các ông bố thích có con gái. Hai cha con quấn quýt bên nhau nên mỗi khi đi công tác anh lại nôn nao về nhà. Cách đây vài ngày, một nguồn tin thân cận cho hay người đẹp miền Tây đã chính thức hạ sinh cậu quý tử thứ hai cho ông xã. Vậy là gia đình Đặng Thu Thảo đã đủ nếp đủ tẻ. Tuy nhiên, người trong cuộc hạn chế lên tiếng xác nhận hay chia sẻ các câu chuyện liên quan đến đời tư. Vào dịp lễ 1 tháng 6, hai vợ chồng con gái đi thảo cầm viên và khi được mọi người hỏi em bé kia đâu thì cô trả lời, chờ ở nhà enjoy chị. Điều này càng xác minh cho tin đồn cô sinh con là thật. Vợ chồng người đẹp cho nhóc tỳ đi chơi lễ thiếu nhi như bao phụ huynh khác. Hình ảnh hiếm hoi Đặng Thu Thảo mang thai được cô chia sẻ trên mạng xã hội. Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam không có dự định sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật. Cô lui về chăm sóc tổ ấm với hai con, làm hậu phương vững chắc cho ông xã với các dự án bất động sản hàng trăm tỷ đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.